sao cậu lại bán đồ chơi đấy? Toàn là đồ chơi mẹ cậu làm cho mà. Tớ cần tiền để trả nợ. Thế thì ngày mai mình sẽ mang hết tiền tiết kiệm để mua cho cậu nhá. Cậu hứa đấy nhá. High five. Yeah. Bây giờ con đứng im ở đây, nhớ lời mẹ dặn, không được nhúc nhích. Thì ra là vậy. Một người mẹ tử tế thì sẽ không bao giờ mang con gái mình ra để mà làm cái trò này đâu. Thật không ngờ cô có thể mang con gái mình ra để chèn kéo đàn ông à. Sau bao nhiêu năm thì cuộc sống của cô vẫn chỉ lê quay tiền, tiền và chỉ có tiền thôi. Tôi chưa bao giờ cho rằng yêu tiền là xấu. Tôi lao động để kiếm tiền, tôi đòi hỏi những thứ quyền lợi chính đáng của mình thì có gì là sai. Tôi không cần anh phải phán xét tôi khi mà anh vẫn luôn giữ cái định kiến hẹp hòi đấy. Đứa bé này là con của cô phải có trách nhiệm với nó chứ. Tại sao cô đùn để trách nhiệm cho người khác hả? Cô dám làm thì phải dám nhận. Trách nhiệm là của cô, đừng đùn đẩy đứa bé cho xã hội này phải cưu mang. Tôi... Dù sao đứa bé này cũng được sinh ra đời với sự thiếu ý thức của cô đó. Nhìn cô cũng chẳng tới nỗi nào. Tại sao cô có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con cho cô đứt ruột sinh ra vậy chứ hả? Hôm nay mẹ không phải con nhá, thì mẹ không phải là mẹ của con nhá. Mẹ có phải là mẹ của con không? Sao một người mẹ ruột có thể đánh con mình? Ở trên TV người ta bảo như thế là bạo lực đấy. Vẫn còn ở mức đúng không? Vẫn chưa biết mình sai đúng không? Tại sao gọi người ta đến để làm gì? Nói! Chú ấy giàu, lại còn vừa tốt có xe xịn. Con hỏi chú có vợ chưa, chú bảo chưa. Hai mẹ lấy chú ấy đi, mẹ có chồng rồi mẹ sẽ không có gắt và bị tiền mắng tay nữa. Mẹ nói cho con biết, con là trẻ con không phải là thần đồng. Đừng tỏ ra cái gì mình cũng biết. Mẹ cần con tìm chồng cho mẹ à hả? Con không tìm thì mẹ có tìm được không? Mẹ ơi, mẹ. Chẳng biết làm mẹ kiểu gì nữa. Thật là khổ thân cho con bé. Con xin lỗi mẹ ơi. Cháu sợ bị mẹ xử lý lắm hả? Vâng, cháu sợ mẹ mắng, mẹ phạt, mẹ quát, sợ đủ thứ. Chú có sợ mẹ không? Mẹ chú có hay cầu vì mắng chú không? Mẹ của chú á? 2 năm anh có ngó ngàng gì đến đâu, bây giờ đến để làm gì? Người đàn ông đang đứng trước mặt mẹ đây. Đứa con 4 cân 4 mẹ đứt ruột đẻ ra, vậy mà mẹ có thể nhẫn tâm mẹ vứt nó vào trong chạy trẻ mồ côi chẳng chút thương tiếc gì cả, mặc cho nó khóc lóc van xin mẹ. Nhưng mà kết quả sao hả? Mẹ vẫn muốn biến nó thành một đứa trẻ mồ côi. Để rồi bây giờ sao? Bây giờ mẹ lại muốn đi cưu mang, mẹ muốn đi thương xót một người không có gia đình khác. Lạ lùng thật đó. Nếu như mẹ giàu tình thương như vậy á, thì tại sao mẹ không chia sẻ chút ít tình thương đó cho con trai của mẹ hả? Nó không tha thứ cho U cái việc của ngày xưa, nhưng mà kệ nó đi. U đi tù 2 năm U nghĩ thông rồi. U này, cái chuyện đi tù hay ho gì đâu mà U cứ oang. Làm sao? Hồi sáng có thằng đến đây nhá, gây sự để vòi tiền chỗ ngồi. U cho nó nằm bẹp luôn, thế là cả xóm ở đây vỗ tay đen đét ra. U thật thế á? Chứ sao nữa. Cậu chưa về à? Mẹ cậu có lắm muộn bao giờ đâu. Tớ bảo mẹ tớ đóng muộn để ngồi đợi với cậu đây. Mẹ cậu chưa cậu thế, hiền thật đấy. Mẹ tớ mà hiền á thì bố tớ là tiên cơ, vì bố tớ không bao giờ mắng tớ. Còn mẹ mắng suốt ngày, làm gì cũng bị mẹ mắng, mà không làm gì cũng bị mẹ mắng cậu ạ. Mẹ tớ cũng thế suốt ngày, đừng làm mẹ cáu. Sao các bà mẹ cứ hay cáu mình thế nhỉ?
con đã nói chuyện với mẹ bạn voi bao giờ chưa? Cô Phi vui tính lắm. Mẹ ơi, mẹ không thích mẹ bạn voi à? Kỳ lạ thật. Con của hai đứa lại chơi chung với nhau. Thì biết đâu mấy hôm nữa chúng nó không chơi với nhau nữa thì sao? Mà hôm nay gặp phải người mày không thích chắc khó chịu lắm nhỉ? Tao bình thường. Mày mới là đứa ngày xưa nói hai đứa vĩnh viễn không cần phải nói chuyện với nhau. Nhưng mày vì chung một cái tao ra, đó mới là vấn đề đó. Vì sao chung thích tao và tao thích chung, đấy lại là lỗi của tao. Mẹ ơi, mẹ mẹ xem ảnh bố khôi ngầu chưa này? Ai chà chà, nhìn bố khôi ngầu giống hệt voi. Nhìn mãi chả thấy điểm nào giống. Con xin phép bố mẹ ạ. Em cũng xem kỹ lại đi, anh nhìn cũng không thấy tông giống nhà mình đâu cả. Vừa mới phải gọi điện cho bà Luân ở gần nhà Kivi. Bà bảo là ngày xưa con Vi trước khi gặp thằng Khôi nhà mình thì nó lại mê một thằng nào ở lớp ý, mà chơi bời lắm cơ, chứ không phải dạng vừa. Đáng ra trước khi chúng nó cưới phải xác minh mọi chuyện thật rõ ràng. Đằng này cứ đùng lên. Nhưng mà em bảo, thực ra em thấy cái Vi nó cũng ổn, nó biết cư xử, không đến nỗi nào đâu. Thôi, đừng có đoán già đoán non nữa, phải xác minh mọi chuyện rõ ràng rồi mới giao việc kinh doanh cho vợ chồng chúng nó. Con đã nói với mẹ rồi, đây là việc của con, mẹ đừng xen vào nữa được không ạ? Không can thiệp không được, nó là cháu đích tôn của chúng tôi, đây là chuyện cả dòng họ chứ không phải của riêng anh đâu. Nhưng mà voi nó là con của con hay không, chả lẽ con lại không biết? Nghĩ thấy buồn cười. Ông voi mới ngày nào đón tay đỏ hỏn, mà bây giờ đã có mối tình đầu rồi. Nếu người yêu cũ của anh không bỏ anh đi lấy chồng, em không bị người mình thích từ chối, thì mình sẽ không có tình một đêm, không có cưới chạy bầu, và cũng không có cuộc hôn nhân lạ lùng như bây giờ. Thật sự là nhìn em với thằng voi cũng chả có nét gì giống nhau cả. Mặc dù em với Vi đã thống nhất với nhau là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, nhưng mà đôi lúc anh cũng cảm thấy nghi ngờ lý do thực sự đằng sau là gì. Tại sao Vi có thể chấp nhận hàng ngày nhìn thấy em tự tung tự tác như vậy nhỉ? Chính Vi cũng được tự do, em còn chẳng đòi hỏi gì, kể cả sự chung thủy. Nếu mà em tin tưởng Vi như vậy thì tại sao không đi xét nghiệm ADN cho thằng Boy đi? Em thấy việc đi xét nghiệm là xúc phạm Vi, với lại là em yêu Voi, thế nên là em không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc Voi là con của em cả. Tươi tỉnh cái mặt lên cho mẹ xem nào. Mẹ muốn đi học còn không được đây này. Đấy, ai bảo ngày xưa mẹ không học đại học. Mẹ mà học đại học ấy thì mẹ xin được một đống việc luôn ấy. Thế con đã thấy việc hậu quả không đi học chưa? Mẹ mà đi học nhá, mẹ xin được một đống việc rồi, không phải khổ sở như này. Chẳng có bằng cấp gì cả, rất thiếu kinh nghiệm. Nhưng trong hồ sơ xin việc của tôi đã chụp lại tất cả những gì tôi làm. Cô vẫn sẽ được nhận, bởi vì tôi bị người khác ép buộc. Nếu anh thực sự thấy tôi không phù hợp, tôi sẽ ra về, nhưng tôi sẽ không rút lui chỉ vì những định kiến của người khác. Làm sao tôi có thể yêu cầu lòng tự trọng của người khác khi mà người đó không có chứ? Mẹ thấy mẹ thất bại, mẹ chẳng làm gì nên hồn, mẹ nuôi con cũng làm con bị bệnh. Mẹ thấy mẹ nghèo hèn nên ai cũng có quyền mắng mỏ, chà đạp mẹ. Sao khóa học là mẹ này, mẹ học mãi chưa xong. Happy, mẹ mới nên người được.